Phạm Hương gây chú ý với loạt lịch trình tại quê nhà. Vừa qua, Phạm Hương cùng với hai con trai trở về Việt Nam sau 4 năm ở Mỹ. Tuy nhiên, thay vì tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 như nhiều người đồn đoán, suốt nửa tháng qua, cô không hề xuất hiện tại bất cứ sự kiện nào khiến khán giả càng thêm tò mò. Cho đến mới đây, đăng tải trên trang cá nhân, cô khoe hình ảnh bản thân đang đi làm từ thiện. Được biết, đây là lần hiếm hoi mà người đẹp xuất hiện trước công chúng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy mặc dù diện trang phục giản dị nhưng cô vẫn nhận được cơn mưa lời khen bởi nhan sắc rực rỡ, kiều diễm cùng thần thái hơn người. Ngoài ra, không chỉ đi từ thiện mà Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 còn tranh thủ gặp lại bạn bè, người hâm mộ cũng như đưa các con đi thăm thú nhiều nơi. Theo chia sẻ của người đẹp xứ Cảng, cô tiết lộ ngay sau khi đặt chân về Việt Nam, cô đã nhận được nhiều lời mời tham dự các sự kiện hay hợp tác với nhãn hàng nhưng cô đã từ chối vì muốn dành khoảng thời gian ít ỏi cho gia đình. Mặc dù cho biết có một vài dự án thực hiện tại quê nhà nhưng cô không chia sẻ về việc quay trở lại làng giải trí. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!